lên, kê lên trên cái gốc cây chứ thằng ngu nào mà đi chặn dưới đất. Rồi ok anh em, đó anh em nói là 1m2 thì giật thì chạm xuống đất, xong rồi lại rũa, xong rồi lại giật rũa, xong rồi lại giật, rồi lại chạm xuống đất, rồi lại rũa cho hết ngày đúng không? Có anh em ở 1m2 thì giật như thế nào, đông la 1m2 thì giật như nào? Đây mình đã nối hai cái lam 1m80 cm lại thành một cái lam như thế này. Đó mình tượng trưng cho anh em nhé, khuyến mãi cho anh em thêm một cái còng chữ F này và một cái kìm mỏ lết nữa, cái kìm chết nữa. Đó máy anh em thấy không? Cái lam đứng xuôi ra lui ra đi em. Rồi bây giờ anh em nha, đó anh em thấy cái máy không? Khi mà anh em giật nha, anh em giật đó, nếu mà khi gắn cái lam dài và anh em kê cái lam này lên, kê lên trên cái gốc cây chứ thằng ngu nào mà đi chặn dưới đất đúng không? Có cái thằng ngu nào đi chặn dưới đất không? Đặt cái này lên trên cái gốc cây là giật này, đó giật thấy chưa? Kê cái lam này lên trên gốc cây, cái tay phải mình kiểm soát cái tay ga nha, giật này. Chỉ cho những ông giật nha, này chưa bật công tắc nha, đó giật này, đó thấy chưa? Lam này thì dài được bao nhiêu, anh em thấy cái lam này là bao nhiêu? Còn những cái ông mà thách thức nha, lam dài bao nhiêu cũng giật được, quan trọng là cái cách giật của mình thôi nha. Cái quan trọng nữa là cái máy của mình có ngon hay không, máy mà không ngon thì giật không được đâu nha này. Một nghìn cái làm cả 1000 luôn anh em. Thank you.